đội tuyển bóng đá Việt Nam tụt một bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 9, theo đó đội tuyển Việt Nam bị tụt một bậc xuống vị trí 116 thế giới. Ở đợt hội quân FIFA Days tháng 9, để thua cả hai trận đấu trước tuyển Nga với tỷ số 0-3 và thua tuyển Thái Lan với tỷ số 1-2, tuyển Việt Nam bị trừ 6,64 điểm. Kết quả này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang xích tục một bậc, từ hạng 115 xuống hạng 116 trên bảng xếp hạng FIFA. Được biết, tuyển Việt Nam bị trừ ít điểm dù để thua cả hai trận do các đối thủ phải đối đầu có thứ hạng cao hơn. Hiện tuyển Việt Nam hiện có 1.161,38 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan được cộng 4.5 điểm và tăng một bậc lên vị trí thứ 100 thế giới. Đội tuyển Nga dù có chiến thắng trước Việt Nam nhưng chỉ được cộng 2.15 điểm và tụt xuống vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng thế giới. Ở đấu trường Đông Nam Á, Indonesia là đội bóng tăng trưởng mạnh mẽ sau hai trận hòa Ả Rập Xê Út và Úc tại vòng loại 3 World Cup. Họ tăng 4 bậc từ vị trí thứ 133 lên vị trí thứ 129. Nếu tiếp tục thi đấu tốt ở vòng loại 3 World Cup 2026, Indonesia hoàn toàn có thể lọt vào top 100 thế giới. Dù vậy, đội bóng tăng nhiều bậc nhất Đông Nam Á cũng như tăng mạnh nhất thế giới lần này lại là đội tuyển Brunei. Cụ thể, họ tăng tới 7 bậc lên vị trí thứ 183 trên bảng xếp hạng sau hai trận thắng đội tuyển Macau. Cũng tại đấu trường khu vực, đội tuyển Malaysia đứng thứ 4 và hạng 132 thế giới với tổng 1.117,64 điểm, tăng 10,06 điểm so với tháng trước và tăng 2 bậc. Tuyển Philippines là đội hạng 5 Đông Nam Á và xếp thứ 148 thế giới, tụt một bậc so với tháng trước với 1.050,03 điểm. Top 10 trên bảng xếp hạng của FIFA không thay đổi, lần lượt thuộc về đương kim vô địch thế giới Argentina, đương kim Á quân thế giới Pháp, đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha, đương kim Á quân châu Âu Anh, Brazil, Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Colombia và Italy. Ở khu vực châu Á, đội bóng có thứ hạng cao nhất là Nhật Bản với hạng 16 thế giới, tăng 2 bậc so với tháng trước. Đứng thứ 2 là tuyển Iran với hạng 19 thế giới và thứ 3 là Hàn Quốc với hạng 23 thế giới.